thuốc trừ sâu Taginom 95 VKB, tác động tiếp xúc, lưu dẫn và dị độc. Trừ sâu phổ rộng diệt côn trùng nhóm chích hút, miệng nhai, sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu. Hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài. Quản lý sâu đục thân thì lúa 25-30 ngày sau xạ, lưu lượng 80g trên bình 25 lít. Taginom 95 VKB đặc trị sâu đục thân. Tân Thành cho năng xuất xanh.